Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Tháng 3 năm 2019, Trần Anh Quân được bổ nhiệm quyền trưởng phòng VAR. Quân thống nhất hàng tháng các đăng kiểm viên trong phòng, những người được phân công thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo chia cho Quân số tiền 700.000 đồng một hồ sơ. Phần này bao gồm phần của Quân, phần Quân ngoại giao tiếp khách, phần Quân chia cho lãnh đạo cục là Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà, chia cho các phó phòng VAR 100.000 đồng một hồ sơ một người, cho nhân viên 50.000 đồng một hồ sơ một người. Hàng tháng sau khi nhận được tiền hối lộ, đăng kiểm viên tính toán kiểm đếm số lượng hồ sơ được phân công thẩm định nhân với số tiền đã quy ước trên hồ sơ rồi chia tiền cho Quân, ba phó phòng và bốn nhân viên văn phòng. Khi nhận được tiền từ đăng kiểm viên, Quân chia cho Trần Kỳ Hình, lúc đó là cục trưởng, số tiền 60 triệu đồng một tháng và Đặng Việt Hà, lúc đó là cục phó, số tiền 20 triệu đồng một tháng. Một phần Quân sử dụng để ngoại giao, tiếp khách, phần còn lại Quân hưởng lợi. Tháng 8 năm 2021, Trần Kỳ Hình nghỉ hưu và Đặng Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng. Trong cuộc họp với lãnh đạo phòng VAR, Hà đã yêu cầu phòng VAR hàng tháng phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ thẩm định thiết kế, phải bảo đảm lợi ích của Hà là cao nhất. Quân và người tham gia trong cuộc họp đều hiểu rằng khi nhận tiền trong quá trình thẩm định thiết kế thì phải chia cho Hà tỷ lệ cao nhất. Sau đó, Quân và các đăng kiểm viên họp bàn rồi thống nhất lại cách ăn chia. Cụ thể, Hà 400.000 đồng một hồ sơ, Quân 300.000 đồng một hồ sơ, các phó phòng VAR 100.000 đồng một hồ sơ, một người, đưa vào quỹ ngoại giao 140.000 đồng một hồ sơ. Cho các nhân viên văn phòng 40.000 đồng một hồ sơ một người, số tiền còn lại đăng kiểm viên được hưởng. Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Anh Quân khai đã chia cho Đặng Việt Hà tổng số tiền là gần 6 tỷ đồng. Trong thời điểm Hà làm cục phó từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, Quân đưa 560 triệu đồng. Thời điểm từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, khi Hà lên cục trưởng thì Quân đưa cho Hà hơn 5,3 tỷ đồng. Trừ đi số tiền ngoại giao, số tiền hối lộ Quân được hưởng lợi là hơn 11 tỷ đồng.